Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại với những video tiếp theo của Mạnh. Thì ngày hôm nay Mạnh lại đang có mặt ở nhà A Sự rồi, để làm cái phần là cái thuyền có cho nhóm anh em A Sự, A Xì này. Đấy, thì về cơ bản là đã được khá là nhiều luôn rồi. Đấy, bây giờ đang hàn hết đến những cái phần là góc cạnh của nó rồi. Đấy, thì đến những cái đoạn này rồi. Thì chi tiết là như nào rồi hả anh Thỏa? Cơ bản thì hôm nay là mình đã hàn được thành bao biết các thứ là ok hết rồi. Hôm nay còn hàn mỗi tí góc này nữa. Đấy. Thế là cái phần theo cái đường viền này là phải hàn kín hết chứ? Cơ bản mình chỉ tầm khoảng 4 đến 5 phân mình hàn một điểm thôi. Vì cái mặt trên là mình không cần phải hàn kín. Đấy, quan trọng nhất là cái mặt đáy để nước nó ở bên dưới là cho nó kín cái thuyền. Đấy. Đúng rồi. Đấy. Thế anh cứ làm nào cho nó cực kỳ là chắc chắn và đảm bảo nhá. Thế thì cái phần dưới đáy thuyền này, cái dưới đáy thuyền này là đã hàn kỹ hết chưa? Cơ bản là mình cũng hàn kỹ hết rồi. Đấy, còn mấy điểm nữa thì chỉnh sửa nốt. Đấy. Thế còn cái mặt trong này là phải dê thật kỹ luôn đấy anh ạ. Đấy. Đấy. Trong này mình đang dê. Vâng. Giới thiệu cho tất cả các bác cùng biết đó là anh Thỏa này anh có nhiều năm kinh nghiệm làm ở tổng công ty 789 nhỉ? Anh có bao năm làm đấy? Mình làm 789 được tầm khoảng 5 năm. 5 năm à? Thế xong là rút về là làm ở nhà thôi đúng không? Đúng rồi. Đấy. Đây nha các bác nhá. Đấy, về cơ bản đây. Sơ sài đây. Tổng. Tổng quát đây. Nhóm anh em Mạnh đang dự kiến là cánh A Xì với cả A Sự là đầu tiên là nghĩ là sẽ không làm to mức độ này đâu. Bởi vì A Xì với A Sự bảo là làm như này khả năng phải đi 7 đến 10 người. Đấy. Thế nhưng mà mình cứ làm nào cho nó to to một tí đi cho an toàn. Không sợ ra đến lúc là sóng lớn nó lại thế nọ thế kia. Đấy. Mới thực sự ra là Mạnh thì không am hiểu về tàu bè này mấy, bởi vì là mình chưa bao giờ đóng tàu ống thiếc này. Nếu bảo nói vào như kiểu ô tô máy cuốc thì còn dễ xử lý, nhưng mà cái này thì đúng là ra đến sông nước này khó lắm, chưa biết nói kiểu gì cả. Đấy. Nhà A Sự hôm nay thì không ai ở nhà, thấy mở cửa thôi nhưng mà không ai ở nhà. Vợ em bị ốm, không biết là ốm bị thấy bảo hôm qua đi hôm kia đi lấy thuốc đâu, ăn kiêng các bạn, uống thuốc nhưng mà ăn kiêng, hôm nay không ăn, hôm qua không ăn cùng anh em được. Rồi, thì chờ đợi ngày hạ thủy thôi. Thì mình làm thêm những cái phần nẹp nẹp này này các bạn. Đấy, nẹp ở trên cao này. Đấy, cho nó gông và cho nó chắc. Thế xong còn một số những cái đường ngang kia nữa. Đấy, sau thì sẽ đóng cái ghế ở đằng này. Đấy, vào chỗ cái thanh sắt ngang này. Dọc ra, đóng ghế. Đóng ghế này, hàn phải thật kỹ này. Thế sau lại còn phải đánh dỉ, đánh riếc sạch sẽ đi nữa. Xong bắt đầu mới sơn. Quét sơn vào. Cũng khá là to đấy. Nhưng mà thế này vừa tầm thôi. Có mấy con thuyền ở ngoài sông kia nhưng mà họ đi ít người, họ đi 2-3 người thôi, họ nhỏ siêu siêu, dài có hơn 3 mét tí thôi. Thuyền mình thoải mái luôn. Bây giờ mình hàn hết những cái đường vòng quanh này. Bây giờ nó đang rút tôn này các bác ạ. Có như kiểu nó dạng phập phùng ấy. Thuyền thì anh Thỏa anh đang làm nhá. Thế Mạnh thì cũng đang ở đây lanh quanh thôi. Vợ chồng nhà A Sự hôm nay thì không có nhà, có mỗi cô em gái thôi. Thì Mạnh sẽ
review toàn bộ khu vực cái nhà của em Sự này cho các bác xem nhá. Đấy. Ngay đầu vào đây là phía góc này là một đống bao bố gì đây, còn chưa biết là cái gì đây. Kiểm tra nhé. Chấu, chấu. Chấu các bác. Còn đây là giường nhà em ấy. Đó. Bên này thì có một cái buồng đấy nữa. Thôi thì cái về cái vấn đề là ở buồng ấy thì mình sẽ không xem đến. Các bác nhận không? Đó. Đây. Nhà thì toàn cảnh nhà mà được bưng ván nhá. Một số chỗ thì bưng ván, còn một số chỗ như chỗ bên kia thì bưng bằng bạt. Đấy. Nhà có nồi cơm điện này. Đấy. Nhưng mà thi thoảng mới nấu thôi các bác ạ. Chủ yếu là nấu củi. Đây là tất cả tài sản nhìn thấy ngay trước mắt đây. Mà có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 bao thóc. Là vừa người ăn xong vừa cho lợn gà các kiểu ấy nữa. Đây là thuốc thứ hàng gì thì không biết. Đây. Phơi lành cảnh này. Đấy. Đây còn cái thùng tôm, thùng tiếc này. Tôn. Chưa nắm được. Trong nhà để luôn cả vành hay cầy bừa các kiểu. Đó. Đơn giản. Nhà thì thông thẳng xuống bếp luôn các bác nhé. Chắc qua nhiều video thì các bác cũng nhìn thấy rồi. Thông thẳng bếp luôn. Đó. Gà, vịt, viết có thể là vào thẳng đây luôn được. Đó. Đó. Có bếp ga nha các bác nhé. Lúc nào vội vàng nhất là nấu bếp ga. Còn không là nấu bếp củi. Chủ yếu là nấu bếp củi. Đó. Toàn cảnh từ đằng trước ra đằng sau. Lợp mái bà lô nha các bác nhé. Bà lô. Bà lô xi măng. Lợp phết. Mình sẽ ra phía khu đằng sau nhà em ấy nhá. Gà có vài con. Con vịt thì hôm qua thịt mất rồi. Đây con dê mẹ đây. Còn mấy cái gì con dê con là nó hay đi vào trong nhà đấy. Đấy. Gà kia vào hết vườn rau rồi các bác. Còn rau đâu. Mấy cây linh tinh. Ba ngàn bé chiu chiu kìa. Chắc mới ấp được. Đây còn con dê này. Pe 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 pe. Pe pe. Thấy không? Đó. Ra chuồng lợn, không có lợn đâu. À. Chuồng lợn thì có là 4 con. Bé bé. Con lợn bò này. Đó. Một lợn bò, 2 lợn trắng, 1 con lợn đen nhé. Đó. Bên này là chuồng dê. Chuồng dê thì không có rồi. Dê đi mất rồi. Còn bên này là của nhà bên các bạn. Đó. Đất nhà em đến cái tường vây này là hết rồi này. Đấy. Mạnh quay lên là cũng không phải là để thế nọ thế kia với A Sự đâu, hay là như tất cả các bác qua kênh xem. Thế nhưng thực sự ra là hai vợ chồng với cả một cháu nhỏ, vợ thì ốm suốt. Đấy. Một mình thì đất đai thì có ít. Lao động chính là bằng những cái việc là đi làm gỗ, làm lạt. Thế nhưng mà năm nay kinh tế làm gỗ thì nó khó khăn. Thì đương nhiên là càng ngày nó càng thu hẹp vào. Đấy. Thì Mạnh cũng mong muốn là làm được cái chiếc thuyền này lên cho các em ấy phát triển kinh tế. Như kiểu là ra sông có thể đánh bắt được nhiều hơn. Đấy. Phát triển kinh tế cho Mạnh hơn.